Đây là câu chuyện của hai người bạn nói với nhau. Bạn xem thử xem có bạn ở trong đó hay không nhé. Có tình huống nào giống bạn hay không nhé. Tao chả cần bảo hiểm vẫn sống tốt. Ừ đúng rồi, cần gì bảo hiểm. Ơ thế con ốm ai chi? Tao chi. Thế chồng ốm? Tao chi. Thế ông bà hai bên ốm? Tao chi. Thế tao cũng ốm? Vẫn tao chi. Thế mà mày kêu không cần bảo hiểm, mày chính là bảo hiểm còn gì. Có điều mày là công ty bảo hiểm nhỏ nhất thế giới thôi. Thôi mỗi tháng để ra máy cũ đi, rồi con ốm, chồng ốm, bố mẹ ốm hay mình ốm đều có anh bảo hiểm chi. Phút mốt thôi cần hóa đơn đỏ xong. Tiền của mình thì mình để mà đi du lịch và shopping. Tao chỉ mong có ai trả nốt cả tiền du lịch và shopping thì tao tình nguyện vô sản cũng được. Thì cũng đúng. Thì chính xác là mua bảo hiểm cần máy cũ. Cứ 10-15% thu nhập bỏ ra mà đóng bảo hiểm thôi. Chọn tư vấn giỏi để họ thiết kế cho. Ví dụ kiếm 20 triệu một tháng thì bỏ ra 2-3 triệu một tháng. Như vậy là vừa sức và đủ để bảo vệ 85-90% thu nhập còn lại. Bảo hiểm thực ra là bảo vệ túi tiền kiếm được của mình, không uổng phí mồ hôi nước mắt chất xám của mình thôi. À 2-3 triệu một tháng thôi chứ gì. Tưởng thế nào, ok chốt, thiết kế luôn đi nhé. Chốt nhé. Phải bảo vệ túi tiền của mình chứ nhở. Đóng 2-3 triệu một tháng để bảo vệ cả nhà an tâm trước mọi rủi ro thì biến cố thì quá là ok đúng không ạ? Liên hệ Nga ngay nhé. Nếu bạn cảm thấy mình cũng ở đâu đó trong câu chuyện này.